Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn các bạn làm bún sạch tại nhà. Bún mình làm ở nhà ăn rất là an toàn và không sợ hóa chất các bạn ạ. Bây giờ ta bắt đầu làm. Trước tiên ta bỏ 80g bột gạo vào trong cái chảo này. Ta bỏ vô đây 80g nước. Ta bật bếp lên. Ta nặn vô đây một miếng chanh các bạn. Cái miếng chanh này là mình tự sáng tác ra. Miếng chanh này có tác dụng làm cho bún nó cứng và nó dai. Bắt đầu ta lấy cái này ta đảo. Ta để lửa nhỏ các bạn. Ta cho vào đây một chút dầu. Hồi trước mình thích ăn bún lắm, từ hôm mình làm bún giờ mình hay ăn lắm, ngày nào mình cũng ăn bún. Tại vì ăn bún thì không có sợ hóa chất nữa. Ta đảo đến khi nào mà bún nó nặng tay hay bột nó nặng tay là bắt đầu được. Các bạn nhìn thấy là cục bột bắt đầu nó keo lại đấy. Nó cục bột bây giờ nó keo lại các bạn, ta tắt bếp. Ta đổ ra cái thố này, trong này có 20g bột năng rồi. Mình bỏ 80g bột gạo vô cái chảo, còn 20g bột năng là mình vô đây để nhồi với nhồi khi được rồi mới bắt đầu mình nhồi. Trong khi chờ đợi nhồi bột ấy, ta bắt bếp lên nấu. Trong khi chờ đợi nhồi bột, bột ta bắt lên nước lên nấu các bạn. Các bạn cứ mua bột các bạn để sẵn trong nhà, rồi nước tương hay thịt đó, các bạn thích ăn giờ nào các bạn nấu giờ đấy, rất là tiện, mình khỏi phải đi chợ. Làm cái này nhanh lắm các bạn, chỉ có 20 phút là có bún ăn rồi. Mình thích ăn bánh canh thì mình làm cái lỗ khuôn lớn, mà thích làm bún thì làm lỗ nhỏ. Các bạn ơi, cục bột của mình đã được rồi các bạn. Cục bột mình nó đã dẻo rồi, bắt đầu ta bỏ trong khuôn. Bỏ trong khuôn ta ép. Ta nặn vô nồi nước một miếng chanh các bạn. Nếu mình mua chanh mình xài giấm vẫn được. Cái này là mình tự sáng tác ra. Bây giờ ta bắt đầu vắt bún vô trong nồi.
lấy con dao ra gạt như vậy. Bây giờ mình chờ bún nổi mình vớt ra các bạn. Các bạn nào thích ăn dai thì các bạn cho chanh nhiều, mà các bạn thích ăn ít dai thì các bạn cho chanh ít thôi. Vậy là bún của mình đã nổi rồi các bạn ơi. Vậy là mình đã bắt đầu vớt bún ra. Ta thả trong cái xô nước này, cái thau nước này. Các bạn nhớ là mình xài chảo chống dính nhé. Giờ ta vớt ra cái rổ này các bạn. Vậy là mình đã làm xong rồi các bạn ạ. Đã làm 80g bột gạo, 20g bột năng, tức là một lạng. Một lạng mình ăn một người đủ rồi. Các bạn ơi, bún này á hả, dai như là ngoài chợ bán vậy á. Các bạn cứ làm thử đây. Các bạn biết là bún nó dai lắm. Dai như ngoài chợ bán mà không có xài hóa chất, chỉ xài chanh thôi. Cái chanh này là mình tự sáng tác ra. Ngon lắm các bạn. Như vậy là mình đã thành công. Thân ái chào các bạn.